Tchau, Matt. Có em, ngoan lắm. Thế con ở nhà con có cho em ngủ rồi tắm rửa cho em không đấy? Có ạ. Cho em uống sữa với ăn trái cây. Tata thì cho uống ăn trái cây với lại thỉnh thoảng cho một ly sữa với lại Tiki nữa nhá. Được rồi, con ơi cho Kaka ăn quả này. Cha, mẹ này. Đang ăn của mẹ nào uống chủ cây sơn rồi sơn à? Ở nhà chơi với anh ngon không? Cha, máy nha, thì lát là mẹ gọi nhá. Lúc nào mẹ rảnh mẹ gọi ta nhá. Mẹ tắt máy đây. À, rồi. Cao chơi với em đi ca, em chuẩn bị ăn bữa sáng nhá. Cái đâu ta? Cái đâu ta? Cá! Cá! Đi đâu ra đây? Đang ở đây đây. Tìm mẹ hả? Hả? Đang ở đây cơ. Hả? Nhớ mẹ à? Đang nhớ mẹ đi tìm mẹ hả? Bên cao ở nhà nhá. Em đang chuẩn bị ăn cho cao. Yeah.
Chào em. Dạ. Anh này. Bữa mà. Thôi nè. Sao ấy? Mày làm sao ra? Ra. Bữa ngon luôn. Ra. Này không ăn luôn. Ca. Sao ấy? Đấy. Trời sao ấy? Nè ca. Vẻ không ăn luôn à? Ca. Mẹ sao ấy? Cái gì không ăn thế này? Đó. Ca. Ngồi đây ca. Đấy, phải. Không ăn luôn. Cái gì không ăn. Chuối không ăn. Mấy cái bị sao rồi ca? Cái gì không ăn này. Đấy. Nào rồi. Ngủ nữa à. Cái này. Rồi. Rồi. Ca ơi. Sao ấy? À, nghe cao bị sao ấy? Đang giống mẹ à? Hả? À. Ok em này. Nay chuối không ăn, vả không ăn. Ca nhớ mẹ ca. Mẹ đi một tuần mới về cơ. Đấy. Chắc đấy rồi. Này ca. Không ăn luôn. Nay chuối không ăn à. Không lại vãi nữa. Ăn này ca. Sao ấy. Vãi không ăn luôn này. Ăn gọi này. Ta ngồi xa lại nha. Ngồi đây. Mày gọi này ca. Ca này. Mẹ gọi này. Cha. Cha kìa. Cha có ăn không con? Ăn cơm chưa? Cha nào. Ăn chưa? Cha kìa. Mẹ hỏi kìa. Cha ăn cái gì vậy cha? Cha này con cho ca ăn trái cây mà ca không chịu ăn rồi. Ca không biết không gì không ăn hả? Ra rồi. Ăn đi xong rồi bé Hu mẹ về nhá. Ra nhớ mẹ ăn chịu ăn phải không? Ừ. Mẹ này. Ăn đi rồi mẹ về nhá. Đang mẹ dặn chưa? Nha mẹ. À. Ăn ra. Mẹ ăn ra. Mẹ nhá. Mẹ khóc về. Mẹ rồi chắc ăn nhá. Ca. Mẹ mua cái gì cho ca ăn nè? Ca ăn cái gì mẹ mua nào?
Cá thích ăn gì cơ? Cá ăn chuối hả? Cái gì? Ăn quả gì nào? Mua đồ đẹp cho cá ăn nha. À. Con ăn đi nhá. Ăn cá. Chưa? Con nhớ mẹ không ăn được hả con? Con giỏi nha.
người ca. Giờ ngồi một mình thế này. Cá buồn hả? À. Này con với mẹ. Con bị cá ở nhà rồi chơi nhá. Em đi nha, để anh giao cặp cho ca nha. Được không? Được im không? Rồi nha, đi chơi nha ca. Bé nè. Rồi đi nha ca. Cởi cặp đấy nha. Đeo bữa khổ thế này. Nào ngồi đây. Ngồi đây anh cởi cặp nào. Ngồi đây ra. Mình có đu người anh ấy. Để anh cho em uống. Đợi tí để cho kêu uống sau. Cái đây cho kia nhá. Gì ca? Phóng à? Mặt ở đâu? Anh ngồi đi. Anh ngồi. Đẩy nước đồ ăn. Cắn người ta cứ bóng ấy, bóng người chơi bóng người cắn đâu. Gì ra không cần kế.
chơi nữa. Nhớ ngại rồi. Ca, ca, ném bóng mà. Uống ca, uống được không? Chào các bạn. Yeah. À, em dậy rồi. Để lấy sữa cho em uống. Đi ra ống hút trên mà. Cá đây mà, cái này, cá đây này. Để nhìn cho cá nhé.
gì ca? Bệnh này. Chơi chơi đi. Ca ơi, ca. Nào, đây uống nước nào. Mệt chưa? Đây, em lấy quả cho ca. Em đang ngủ mà. Nước này ca. Em về rồi. Ca ơi, ca về nào. Nào, đi về nào. Đây này, đeo cặp đi về nào. Được chưa? Hàng ngồi đây. Ngồi đây, anh đeo cặp đi về nào. Yeah.